Kính thưa quý khán giả, Israel và Iran có tránh được cuộc chiến tranh toàn diện? Đây chính là tiêu điểm được báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính phân tích trong bản tin Chuyển động Kinh tế Góc nhìn chuyên gia hôm nay. Bên cạnh đó, bản tin còn có các thông tin đáng chú ý khác. Xung đột Ukraine nóng trước thông tin về lính Triều Tiên. Điện thoại của ông Trump và Vance bị tin tặc dòm ngó. Canada đảo chiều chính sách nhập cư. Ấn Độ và Trung Quốc rút quân khỏi biên giới tranh chấp. Thưa quý khán giả, Israel bắt đầu không kích Iran vào đêm ngày 26 tháng 10, nhưng chỉ giới hạn ở các mục tiêu quân sự thuần túy, làm dấy lên hy vọng về cơ hội để giảm leo thang trong cuộc chiến tên lửa ăn miếng trả miếng. Chiến dịch bắt đầu vào ngày Shabbat ở Israel, khi mọi người ở nhà với gia đình vào cuối tuần. Các cuộc tấn công này rất quan trọng và diễn ra hơn 3 tuần sau khi Iran tấn công Israel bằng 180 tên lửa đạn đạo vào ngày 1 tháng 10. Đó là lần thứ hai Iran tấn công Israel như vậy. Lần đầu tiên diễn ra vào tháng 4 liên quan đến 300 máy bay không người lái và tên lửa. Trong hơn một năm qua, Iran cũng đã sử dụng các lực lượng ủy nhiệm ở Iraq, Syria, Lebanon và Yemen để tấn công Israel. Ngoài ra, nước này cũng bị cáo buộc hậu thuẫn cho các vụ tấn công của Hamas vào Israel ngày 7 tháng 10 năm ngoái. Do đó, hành động trả đũa của Israel là quan trọng. Nó gửi một thông điệp tới Iran rằng các cuộc tấn công trực tiếp sẽ bị đáp trả. Việc buộc người Israel phải vào nơi trú ẩn vì tên lửa đạn đạo sẽ có hậu quả. Iran đã có một chuỗi thành công ở khu vực trong thập kỷ qua, như tấn công Ả Rập Xê Út bằng máy bay không người lái và tên lửa vào năm 2019, tấn công vào các tàu ở vịnh Oman, sử dụng máy bay không người lái bay từ Chabahar để tấn công các tàu thương mại, trang bị vũ khí cho người Houthi để tấn công các tàu trong năm qua, thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo vào người Quds ở Iraq, thậm chí còn phóng tên lửa vào các nhóm vũ trang ở Syria và Pakistan. Danh sách dài các cuộc tấn công của Iran thường diễn ra mà không có bất kỳ sự trả đũa nào. Ví dụ, họ đã huy động lực lượng dân quân tấn công lực lượng Hoa Kỳ ở Iraq hàng trăm lần kể từ năm 2019. Hoa Kỳ đã phản ứng nhiều lần, nhưng Iran vẫn cảm thấy họ có thể thoát khỏi mọi thứ. Quân đội Israel cho biết cuộc tấn công mới nhất là để đáp trả nhiều tháng tấn công liên tục của chế độ Iran chống lại nhà nước Israel. Vì chế độ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ trong khu vực đã không ngừng tấn công Israel kể từ ngày 7 tháng 10 năm 2023 trên 7 mặt trận, bao gồm cả các cuộc tấn công trực tiếp từ lãnh thổ Iran. Israel nói rằng giống như một quốc gia có chủ quyền khác trên thế giới, nhà nước Israel có quyền và nghĩa vụ phải đáp trả. Cuộc tấn công trả đũa này đã được lên kế hoạch, truyền đạt và phát tín hiệu trong những tuần qua. Điều này có nghĩa là Iran đã nhận được thông điệp ngay từ trước rằng họ sẽ nhận được phản ứng. Vì vậy, bây giờ các vấn đề cần quan tâm là liệu Iran có tiếp tục ăn miếng trả miếng hay không? Nếu điều đó xảy ra, quy mô của bất kỳ cuộc phản công nào của Iran sẽ là một chỉ báo quan trọng. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã cảnh báo Israel rằng chế độ Hồi giáo sẽ đáp trả tương tự bất kỳ cuộc tấn công nào. Sau cuộc tấn công của Israel, các phương tiện truyền thông Iran có liên hệ với nhà nước đã tìm cách hạ thấp tác động của các cuộc không kích của Israel. Một hãng thông tấn trực thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Iran cho biết không có thiệt hại nào xảy ra tại các địa điểm quân sự, đồng thời nói thêm rằng các vụ nổ chỉ là do hệ thống phòng không của quân đội bắn chặn tên lửa Israel. Trong trường hợp Iran quyết định trả đũa nhưng giảm số lượng tên lửa bắn về phía Israel, thì điều đó cũng sẽ gửi đi tín hiệu mong muốn giảm leo thang. Nhưng nếu có bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai mà quy mô còn lớn hơn cuộc tấn công ngày 1 tháng 10, thì một lần nữa sự thù địch giữa Iran và Israel sẽ leo thang và có thể đi đến một cuộc chiến tranh toàn diện. Các cuộc xung đột khu vực giữa Israel và Iran cùng các nhóm chiến binh được nước này hậu thuẫn nổ ra sau cuộc tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Đầu tháng này, Hoa Kỳ đã gửi hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối THAAD để tăng cường khả năng phòng không của Israel trước khi có phản ứng theo kế hoạch. Hôm 24 tháng 10, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết nhiều máy bay chiến đấu F-16 đã đến khu vực Trung Đông, là một phần trong nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ Israel trong trường hợp Iran quyết định đáp trả. Úc
Ukraine tuyên bố các đơn vị quân đội Triều Tiên đầu tiên được huấn luyện tại Nga đã được triển khai để tham gia cuộc chiến chống lại Ukraine tại khu vực Kursk, nơi lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công lớn vào tháng 8. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin không phủ nhận cáo buộc Triều Tiên đã gửi quân tới Nga. Hoa Kỳ hôm 23 tháng 10 xác nhận rằng có khoảng 3.000 người Triều Tiên đang được huấn luyện tại các địa điểm quân sự của Nga. Trong khi bài đăng trên Telegram của cơ quan tình báo Ukraine cho biết Bộ Quốc phòng Ukraine ước tính tổng cộng 12.000 lính Triều Tiên đã được chuyển đến Nga, bao gồm 500 sĩ quan và 3 vị tướng. Bài đăng nêu rõ những người lính do Bình Nhưỡng gửi đến được trang bị đạn dược, chăn ga, gối đệm, quần áo mùa đông và giày dép cũng như đồ vệ sinh. Đặc biệt, Moscow sẽ phân bổ 50 mét giấy vệ sinh và 300 gram xà phòng mỗi tháng cho mỗi người Triều Tiên theo các tiêu chuẩn đã được thiết lập. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đầu tuần trước cho biết Bình Nhưỡng đã cử quân nhân và sĩ quan chiến thuật vào các khu vực do Nga chiếm đóng ở nước ông. Trước đó, Moscow đã bác bỏ các báo cáo về việc triển khai quân đội Triều Tiên là tin giả. Tuy nhiên, Tổng thống Putin không phủ nhận việc quân đội Triều Tiên đang ở trong nước mình khi được phỏng vấn hôm 24 tháng 10. Phát biểu với các phóng viên trong hội nghị thượng đỉnh BRICS tại Kazan, Nga, ông Putin không tranh cãi về tính xác thực của các hình ảnh vệ tinh được cho là cho thấy quân đội Triều Tiên ở lãnh thổ Nga. Ông nói nếu có hình ảnh thì chúng phản ánh điều gì đó. Nhưng ông cho biết các sĩ quan và huấn luyện viên NATO đã trực tiếp tham gia cùng Ukraine trong cuộc chiến và chính phương Tây đã làm leo thang cuộc khủng hoảng. Ông Putin cho biết những ai có mặt ở đó đến từ những nước NATO nào ở châu Âu và họ thực hiện công việc này như thế nào. Việc Triều Tiên tham gia vào xung đột Ukraine chắc chắn sẽ làm cho tình hình thêm phức tạp. Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ Mike Turner hôm 23 tháng 10 cho biết Hoa Kỳ nên cân nhắc thực hiện hành động quân sự trực tiếp nếu quân đội Triều Tiên tham chiến ở Ukraine. Các tin tặc có liên quan đến Trung Quốc đã nhắm vào các cuộc trao đổi qua điện thoại của cựu Tổng thống Donald Trump và ứng viên Phó Tổng thống J.D. Vance như một phần của nỗ lực do thám mạng rộng lớn hơn nhiều nhằm vào các mục tiêu cấp cao của Hoa Kỳ. Theo hãng CNN, tin tặc Trung Quốc nhắm vào dữ liệu điện thoại của ông Trump và Vance. Họ cũng nhắm vào những người có liên quan đến chiến dịch Harris Wars. Một trong những nguồn tin cho biết các quan chức cấp cao của chính quyền Biden cũng bị nhắm mục tiêu. Hoạt động này là một phần của chiến dịch tấn công mạng rộng lớn hơn nhiều của tin tặc Trung Quốc, vốn đã xâm nhập vào nhiều công ty viễn thông Hoa Kỳ trong vài tháng qua. CNN đưa tin các nhà cung cấp băng thông rộng và Internet lớn của Mỹ là AT&T, Verizon và Lumen nằm trong số các mục tiêu của tin tặc. Hiện vẫn chưa rõ tin tặc đã có thể truy cập vào dữ liệu nào. Các cuộc trao đổi qua điện thoại của các quan chức cấp cao hiện tại và trước đây của Hoa Kỳ luôn là thông tin được các điệp viên nước ngoài thèm muốn. Các nhà điều tra tin rằng tin tặc có thể đang tìm kiếm thông tin an ninh quốc gia nhạy cảm, bao gồm thông tin về yêu cầu lệnh nghe lén do Bộ Tư pháp đưa ra. Trong trường hợp này, không có dấu hiệu nào cho thấy việc tin tặc tìm kiếm dữ liệu về Trump và Vance liên quan đến hoạt động thực thi pháp luật của Hoa Kỳ. Thưa quý khán giả, lần đầu tiên sau nhiều năm, Canada sẽ giảm mạnh số lượng người nhập cư được phép vào nước này, đánh dấu sự thay đổi đáng kể về chính sách của chính phủ xứ sở lá phong. Cụ thể, Canada sẽ cho phép 395.000 người nhập cư mới vào năm 2025, 380.000 người vào năm 2026 và 365.000 người vào năm 2027, giảm so với mức 485.000 người vào năm 2024. Trong khi đó, số lượng người nhập cư mới tạm thời sẽ giảm khoảng 30.000 người, xuống còn khoảng 300.000 người vào năm 2025. Canada từ lâu đã tự hào chào đón người nhập cư, nhưng trong những năm gần đây, cuộc tranh luận toàn quốc tế về người nhập cư đã thay đổi một phần do giá nhà tăng cao. Nhiều người Canada đã bị đẩy ra khỏi thị trường nhà ở kể từ khi lãi suất bắt đầu tăng cách đây 2 năm. Đồng thời, dòng người nhập cư ồ ạt đã đẩy dân số Canada lên mức kỷ lục, thúc đẩy nhu cầu và giá nhà ở. Theo đó, vấn đề này đã trở thành một trong những vấn đề gây tranh cãi nhất trong chính trường Canada, khi cuộc bầu cử liên bang sẽ diễn ra chậm nhất vào tháng 10 năm 2025. Các cuộc thăm dò cho thấy, ngày càng có nhiều người bản xứ cho rằng Canada có quá nhiều người nhập cư. Những người ủng hộ chính sách mới và thành viên cộng đồng cho biết đã có phản ứng dữ dội đối với những người mới đến và nhiều tội ác thù hận đã được báo cáo nhằm vào các nhóm người thiểu số. Các mục tiêu nhập cư mới của Canada
cũng đánh dấu sự thay đổi so với thời kỳ đại dịch, khi chính phủ nới lỏng các quy tắc đối với cư dân tạm thời để giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động. Năm ngoái, Canada đã có kế hoạch đưa 500.000 người nhập cư mới vào năm 2025 và số lượng tương tự vào năm 2026. Theo Cục Thống kê Canada, tính đến quý 2 năm 2024, có 2,8 triệu người nhập cư tạm thời, bao gồm cả công nhân và sinh viên tại Canada. Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã bắt đầu các hoạt động rút quân khỏi hai địa điểm có tranh chấp dọc theo đường kiểm soát thực tế ở Đông Ladakh là các khu vực Bình Nguyên Demchok và Depsang. Ngày 25 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh tiết lộ nước này và Trung Quốc đã tiến hành các cuộc đàm phán ở cả cấp độ ngoại giao và quân sự nhằm giải quyết những khác biệt ở một số khu vực dọc theo đường kiểm soát thực tế LAC vốn đã kéo dài 4 năm qua. Ông Sai lưu ý rằng, theo các cuộc đàm phán, hai bên đã đạt được sự đồng thuận rộng rãi để khôi phục tình hình thực tế dựa trên các nguyên tắc bình đẳng và an ninh chung. Đây là sức mạnh của việc tham gia đối thoại liên tục, vì sớm hay muộn các giải pháp sẽ xuất hiện. Theo ông Sai, thỏa thuận này bao gồm cả việc tuần tra và chăn thả gia súc ở các khu vực truyền thống. Về phía Trung Quốc, một người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết quân đội hai bên đang thực hiện các công việc liên quan thỏa thuận với tiến triển suôn sẻ. Quan hệ giữa hai cường quốc châu Á là Ấn Độ và Trung Quốc rơi vào giai đoạn căng thẳng và đóng băng kể từ tháng 6 năm 2020 sau các động thái quân sự của Trung Quốc dọc theo đường kiểm soát thực tế tại Đông Ladakh. Đỉnh điểm của căng thẳng là vụ đụng độ chết người giữa binh lính hai nước tại thung lũng Gavan rạng sáng ngày 15 tháng 6 năm 2020. Kể từ thời điểm đó, quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đều duy trì một số lượng lớn binh lính, thiết bị quân sự dọc theo đường kiểm soát thực tế tại Đông Ladakh. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng dành cho bản tin Chuyển động Kinh tế Góc nhìn chuyên gia của báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính hôm nay. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại.